tại thì mình đang đứng ở một cái mảnh đất rất là đẹp nha quý vị, rất là đẹp luôn. Và cái mảnh đất này cũng rất là gần với trung tâm trường chợ. Nó nằm ngay trung tâm thị trấn Kiến Đức nha quý vị. Tất cả các nhu cầu thiết yếu thì vây quanh rồi. Nói chung là nó trong vòng bán kính tầm 3 km quay đầu quý vị. Đó, là ở đây là có tất cả các nhu cầu thiết yếu như là chợ này, trường học này, trung tâm y tế của huyện, rồi điện máy xanh, thế giới di động, rồi trung tâm thương mại. Đấy, tất cả các nhu cầu thiết yếu đều ở đây nha quý vị. Đó, một mảnh đất với tổng diện tích là 764. Phía trên là có đường và đất, và phía dưới là một cái view hồ cực kỳ đẹp nha quý vị. Phía dưới là một cái view hồ cực kỳ đẹp luôn. Từ đây mà chạy sang bên đây thì chắc nó phải nằm tầm cả 100 mét là có luôn quý chị. Đó, thì nó 50-70 mét đến 100 mét, nó cũng khá là rộng nha quý chị, khá là rộng luôn. Và bên đối diện đây người ta trồng dừa rất là đẹp nha quý chị. Và đất của chúng ta đây, đất của chúng ta thì cũng trồng dừa, nhưng mà trồng dừa mới ít thôi. Nói chung là phía cuối của cái mảnh đất này, phía giáp hồ thì mình trồng dừa nhé. Đấy, một số loại cây ăn trái như là bơ, rồi ổi, rồi mít. Và đặc biệt cái mảnh đất của chúng ta thì thế đất rất là thoải, đẹp, và chất đất là đất đỏ ba gian tươi xốp nha quý vị. Chất đất là đất đỏ ba gian tươi xốp, và nguồn thu trên đất thì khá là ổn định nha quý vị. Nguồn thu trên đất thì rất là ổn định rồi. Đấy, điện này, điện vào đây luôn quý chị, và có đường dây điện kéo xuống đây, và mình hút nước từ hồ này luôn nha quý chị, hút nước từ hồ này nên đây là đường dây ống này. Đó, hút nước từ hồ lên nha quý chị. Trên đất thì trồng được tầm 700 cà phê với lại 700 tiêu. Ngoài ra thì có tầm vài chục cây sầu riêng nữa, nhưng mà sầu riêng thì bây giờ bác chủ đang trồng thêm nha quý chị, đang trồng thêm nữa. Đó, tiêu cà rất là đẹp, sầu riêng thì cũng khá là ok nha quý chị. Đấy, thế này, những cây sầu riêng to to như thế này thì chỉ được vài cây thôi, còn lại thì năm 3, năm 4. Đấy. Đây này, đường ống nhé, đường ống tưới cho toàn là khu vườn của mình nhé quý chị. Và đây là cái đường ở giữa rẫy của mình, đường giữa rẫy của mình. Đó, này, mình sẽ sang bên đây. Không những ở ngoài thì có một cái hồ thủy lợi, mà ở trong đất của mình còn có một cái hồ để chúng ta có thể nuôi cá được nha quý chị. Đó, có thể nuôi cá được. Cái hồ này thì cũng khá rộng quý chị, hồ này rất rộng rồi nha. Mình sẽ tới mình quay để cô chú anh chị tham khảo nhé cô chị. Đó, đây này, đây, hồ đây cô chị. Đấy, hồ rất là rộng nha, hồ rộng. Cái này nuôi cá thì thoải mái luôn cô chị, nuôi cá thì không thể chê được nha. Rất là rộng luôn. Đó, thì đất thì cực kỳ đẹp, chất đất tốt và thế đất đẹp. Ngoài ra thì còn ôm view hồ đấy nhé. Chung một cái mảnh đất có thể nói đây là một trong những cái mảnh đất khá là đáng để sống nha quý chị. Hiện tại thì bác chủ đang bán với cái giá là 500 triệu một sào nhé quý chị, 500 triệu một sào. Bác chủ đang bán với giá là 500 triệu một sào nhé. Ở đây thì nếu cô chú anh chị mình mua mà muốn tách ra thì bác chủ sẽ hỗ trợ mình tách ra thành nhiều sổ nhé. Chi phí thì mình chịu nha quý chị, chi phí thì mình chịu. Bác chủ đang xịt thuốc, mình sẽ đi xiên vào trong này một xíu nha quý chị. thịt Xuân Phát Đồng nha quý vị. Đấy, xanh xanh. Đó, một vườn là vườn cà, vườn tiêu nó xanh mướt đấy quý vị. Ở đây trái thì cũng được đấy, trái thì cũng tạm ổn. Đó, đấy một số cây sầu riêng như thế này này. Đó, cây sầu riêng như thế này nhé. Đây, cái hệ thống máy phun thuốc chứ. Cái hệ thống máy xịt thuốc này. Đó. Đó, đây này. Mình sẽ lên dần phía trên mặt đường để cô chú anh chị tham khảo nhé. Phía trên mặt đường. Hả? Đây, đường. Đây mặt đường này. Xung quanh đây thì rào lưới hết rồi quý chị. Hàng ranh thì rõ ràng nhé. Từ đây ra đường bê tông tầm 100 mét thôi. Và ra đến chợ Kiến Đức cũng như là tất cả các nhu cầu thiết yếu thì nó nằm tầm 2 cây 8 số nha quý chị. Đó, 2 cây 8 số thôi. Đó, đây cũng là tất cả những thông tin mình muốn trao đổi cũng có thể của chú anh chị nhé. Như cô chú anh chị mình quan tâm thì có thể gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại để trên phần tiêu đề của video cũng như là kết bạn Zalo với em theo số này để em gửi hình sổ sách cho cô chú anh chị cùng tham khảo nhé. Xin cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video này.